Bà chủ cần gì ạ? Ủa tính gì vậy? Bây giờ tao vừa đem một người bạn cho mày về chơi này. Ôi người bạn nào? Nữ à? Đáng rồi. Không, đấy là một bạn trai. Ôi thế bị thông đít rồi. Không gặp chả lắm. Không, bạn ấy đẹp trai lắm ra đây. Ôi đẹp trai. Cầu gì cũng chơi được. Chơi nhau được. Dài đẹp. Dài đẹp là chơi hết ra đây. Ok. Dài đẹp là ngon hết. Bây giờ mày không nghe bà chủ là bà chủ tát chết nhá. Ok. Bà chủ này đen đấy bà. Mày muốn chết đâu? Cái gì? Đây, là giới thiệu cho người bạn mới của chúng ta. Đó chính là Spike. Xấu quắc nhìn. Mày nhìn mẫu đi, nó dài như thế này. Đây là con chó. Đây không phải tao, thử con mèo. Nhưng mà đẹp trai như thế này, thấy mấy vòng cổ không? Mày thấy vòng cổ nó đẹp trai không? Này vòng cổ này, màu đỏ vàng này, hợp thời trang này. Đeo vào cổ bà. Răng dài, tóc dài, đấy. Bây giờ bà muốn tôi làm gì? Muốn tôi làm gì con này? Đối xử tốt nó. Đối xử tốt à? Có vẻ đối xử tốt thì mặt nó rất là ngứa mắt. Ai mày nhìn nào này con chó, nó gầm gừ mình kìa, khốn nạn thật. Bắt tay nhau. Ok bắt tay. Yes, cái con mèo. Ok được rồi, bắt tay rồi nhá. Cái chuồng bé tí đấy, sao mà nằm ngủ được. Thôi bây giờ hai mày ở nhà chơi nhau nhá, để bà chủ đi chơi. Chơi hay nhau ở nhà. Ôi đúng rồi. Mày với nó ở nhà cái nhà đi, bà chủ đi chơi bạn dai rồi. Thế nhá. Bye. Rồi, bà chủ thích làm gì? Nè, tao phụ bà chủ chán như shit. Tại vì ở nhà chơi con chó này. Đi ngủ tiếp. Méo mới chơi con chó nữa. Ok, cái thằng Tôm đó nó đang rạo dở đồ gì với con chó gì phải. Hôm nay tôi tự nhiên bà chủ lại mua con chó vậy ta. Mà sao con chó nó lại bị cột? Nhìn tội quá nhỉ, mình không biết là tên Tôm này nó sẽ dở trò gì với con chó nữa. Thôi mình lên ngủ luôn, chẳng biết làm gì nữa. Ngồi ngủ mãi chán vãi cả, shit à, không muốn ngồi cả. Thằng Tôm này có mua gì hay sao á, nó nói gì kìa. Thôi bây giờ lấy cái gậy này á. Ui, sao nó lấy gậy vậy? Nhìn hôm nay lại có cái này muốn lấy gậy. May quá, trốn. Nói mình không? Chưa thấy mình. Cái gì nhỉ? Cái gì vừa chi sau mình nhỉ? Đâu? Nó gọi lại. Kiểm tra lại. No. Không có gì đâu. Có gì cả. Ok. Nó thấy mình rồi. He. Ai. Sao lại có cái kiếm gì trên đây đây? Thôi kệ đấy luôn. Này. Chó kìa. Mày thiết sao? Sủa lên đâu nghe. Đánh đập, mày đánh đập à? Ôi sao mình không đánh cái đó này? Gì mà một. Ghi vô lại, đụng phụ. Cầm kiếm đi chứ. Hacker. Cút mẹ đi. Lan lấy. Đừng. Sao vứt đây đấy? Bây giờ ăn nước kiểu để kiếm đây xong rồi tự nhiên ra lụm ấy hiểu không? Ok, Jerry Lone cút. Để tao quay đoạn này lại. Ok, 3, 2, 1. Xong vứt kiếm được rồi. Nhảy coi. Mẹ. Ok, kệ cái giữ em người đi. Rồi 3, 2, 1. Chó à? Mặt như cái L, nhìn ngứa cả mắt. Nói gì? Gì cơ? Đây, đánh nhau nào, đánh nhau, mày bị xích rồi mà. Sao mày tới được? Tay dài à? Này, láo lờ này, xin lỗi nhá. Trời ơi, thằng này ác quá. Mày gầm gừ rồi đấy. Thằng này ác quá. Cái gì vậy? Nào, ai cho mày đánh chó hả? Thằng này ác vậy. Mày. Cái gì? Này thì Jerry chơi truy kích à? Thằng này khốn vậy. Mình chết luôn. Mình chỉ nhìn thế thôi mà nó đánh mình luôn. Ta đây vào, ta đây. Thằng này. Sao mày với được? Sao mày với được? Tao sẽ cho mày biết là khoảng cách của mày đâu, mày chỉ cậy mày có tay dài thôi. Cậy tay dài. Đến đâu? Đấy đâu? Đấy,
Vô tao chưa nhìn đó mà. Ai nhìn xích chó. Cậy à, cậy à. À đau hết nhờ. Trời trời chết. Mày cứ đi ngủ ấy, từ từ ta đi nhặt hạt. Cút nhá. Ờ rồi ta đi hái cây tí. Đi đi đi. Gì? Ôi, ôi, cho sát trùng, cho sát trùng. Nào, ra đây, ra đây. Đang không tới hả? Lão. Đang không tới à? Ê, sao mà đánh không tới nhá? Ờ. Đâu cái đi thôi, đâu cái đi thôi. Sao mày mày nè vậy? Mày là tôm. Mày tôm. Level truy kích này này. Thôi bây giờ tao thay mày tí ra đi lấy đồ ăn đã. Rồi con. Ờ cứ đi. Tao chạy với chó. Tao chạy với chó. Gì vậy? Đập ra. Ok, đập ra. Thằng thấy thằng tôm không nạn không? Thấy thằng không nạn không? Đó. Ê, từ từ nha. Giờ giá bộ đi, giá bộ đi. Bây giờ giá bộ là vẫn còn đang xích nha, ta để đây nha. Nè. Rồi. Bây giờ cứ nằm đi, cứ nằm. Cứ nằm đi thành lỏng dây đi. Đó. Ra đến là xong rồi đánh nhau. Giờ ta ra núp đi bảo vệ giùm ơi. Nãy giờ nó bắt nạt tôi hoài à. Đúng rồi đó. Mà ăn. Trời ơi, nằm mãi mới yên giấc nè. Mà ăn gì đây? Ăn cái gì mà đầu người ở đây đây? Ghê vậy? Xương đây là đầu hồi bị lộn. Tớ ăn người chứ, ghê vãi. Sao cái ăn bắt thằng con ra tôi chết luôn. Trời ơi. Ăn cái gì vậy? Ông vào nhà đập thằng Tom đi. Thằng Tom vẫn đang ngủ phải không? Ok. Ờ, bây giờ qua chọc nó chạy mới được. Đấy. Tom, Tom rồi. Nó đang ngủ ở trong phòng phải không? À. Ngủ nè. Ô ngủ nè. Ok, quay lại. Ok, nó chạy đi. Nó chạy đây. Đúng mày tao ở đâu? Sao thằng Tom dùng vest dịch chuyển gì kia? Đúng mày tao ở đâu á? Thôi ra đây. Không đùa nữa, ra đây bạn này. Đánh gì? Ra đây tự nhiên bạn này có cái đồ này ở đây nè. Đó, đồ gì? Đây này, nhìn thấy không? Ờ. Biết cái gì không? Cái gì vậy? No. Mày dụ tao à? Tao đặt ra trên bàn này cho mày ăn nè. Đây. Đấy. Đấy, ăn đâu? Ăn nè. Cơm. Mày. Con chó này hả? Con chó này. Gì? Ra đây, dọn ra đây hả? Thôi. Tao đánh mày luôn. Mày chết rồi. Nó chết. Lấy đầu nó, lấy đầu. À, ok. Này thì. Ok, vô. Ai phải? Đâu rồi? Thằng kia chạy rồi, thằng kia chạy rồi. Bây giờ diễn kiểu gì nữa, hết rồi. Thằng kia chạy không đuôi rồi. Hả? Chưa. Bây giờ để em mod, em mod một đấy xong rồi đánh đuổi đi hết phim. Nhìn nhanh đã chưa mà. Cuối thì lấy Premiere ghép thành cái animation ở đâu? Cái gì nhỉ? Xong rồi kiểu hình tròn ấy, đúng hoạt hình ấy. Ê xong. Chỉ là cái hình tròn mà kiểu mở con sư tử gầm á. Ở đấy rồi, thế xong cái tập Easy Money. Ờ, thế là con dê phải có đi đổi đường con dê. Quay nãy giờ có xíu mà, cái gì đâu, 5 phút à. Cũng được rồi. Kể chưa à? Đuổi đi. Thôi mày đập này ra đi. Mày đập này ra thôi, chứ con chó tua xích nó chạy ra đuổi tao nhá. Rồi. Rồi bắt đầu nhá. 3, 2, 1. Ây, chó Jerry. Ôi, vô nhà đi, không tao kêu chó thế cắn. Mày thấy tao? Vậy, qua đây. Sao? Qua đây. Con chó tao biết phải vấn cách ở đâu rồi. Mày làm gì mày còn nước gì nữa? À, mày làm gì con chó nữa? Tao có chó vệ rồi. Cút đi, tao có chó vệ rồi. Tao vẽ lại nè. Cái gì vậy? Đó. Ôi. Đúng rồi. Chó này điên rồi. Bây giờ mày có cách gì để mày gọi được con chó hay ra nào? Ừ. Có cách gì ở Jerry? Có cách này nè. Cái chó rồi. Đập ra. Ra nè. Mày nè. Sao? Hả? Vô. Đổ heo không? Có mày tôm lên. Chạy kìa. Được anh ơi. Ê, để nhảy xuống phải không? Mày okay. Chơi tao vào ngày hôm nay. Đây là phòng bà chủ đấy, phòng bà chủ mày không vào đâu. Đập luôn. Mày vào mày sẽ bị phạt. Cắn luôn. Được rồi, cứ đợi đấy. Mày vào mày sẽ bị phạt. Người ta được vào thôi. Ê, chắc là mình phải trốn trong đây rồi. Đúng không? Đánh một giấc. À. Mày vào.
Cái thằng Tôm này mất nết quá. Nãy nha, nó luôn giở trò luôn, khi bà chủ đi vắng mình sẽ ra cái thầu cho thằng chó mới được. Đây. Ê, làm gì vậy? À, vẫn đang bị chói đó hả? Để dừng hiện trường coi, để xem thế nào đây. Ô, để vô cái tủ lạnh này cho bà chủ coi có cái gì không. Mình sẽ dừng hiện trường lại để đổ thừa cho thằng Tôm này. Đây. Nhiều thịt quá, mình sẽ ăn trộm hết những đống thịt này của bà chủ luôn. Đây, mình sẽ dừng lại hiện trường. Mình sẽ rải đầy cái nhà của nó. À, đây, cho mày đây. Đó, cho mày hết thịt nè, bỏ vô đây. Đó, cất giấu cho kỹ nha. Giờ ta sẽ xin mấy cục xương này đem về đi làm chứng cứ để cho thằng Tôm nó bị đập. Này, xong rồi, đưa xương. Hình như thằng Tôm bị kẹt lên lầu thì phải. Để mình lên dựng lên hiện trường. Chắc chắn là nó không biết đâu, nó đang ngủ mà. Để lên lầu coi. Đó, phòng nào đây? Phòng này không ta? Đâu? À, mày đang ngủ phải không? Ta sẽ để cục xương ở đây nè. Đó, mày ăn vụng phải không? Đó, ăn thịt nè, đó. Đây, rồi. Mình sẽ xuống dưới, gọi cho bà chủ lên mới được. Bà chủ ở đâu rồi? Để gọi điện thoại đã. Điện thoại đâu? Điện thoại đi phải không? À, đây rồi. Tít, tít. Alo. Bà chủ. À, bà chủ. Sao, cái gì đấy? Về nhà đi, có chuyện rồi, có chuyện gấp ghê lắm, về nhà nhanh lên. Nhanh lên. Ok. Rồi, ok, mình sẽ ra đón bà chủ mới được. Đây, đập hành tôm mới được. Này, bà về chưa, bà đâu rồi? Bà đi đằng nào? À, ừ, nhanh đi, hết hồn. Bà chủ, nhìn nè. Nó con mày tôm á, nó bắt nạt con chó thấy không? Máu chảy liền thấy không? Đó, máu chảy vào dòng sông luôn. Rồi, hồi nãy con vừa thấy thằng Tôm á, nó lục tủ lạnh, nó lấy thịt nó ăn kìa, lên lầu coi, nhìn nè, hay lắm. Đủ. Đây, lên lầu nè, nó ăn xong rồi nó để xương nó lại luôn. Đây, lên lầu nè, đó, từ từ nha. Giờ cho bà chủ, cho cái này đập nó đi, giờ em chạy đập nè. Đập nó luôn, nhìn nè. Con này nó ăn, nó làm gì, nó ăn, là thịt ăn đúng không? Ừ, đúng rồi. Đập nó đi, đúng rồi nè, xương này thấy không? Trời ơi, xương chó không à, quá trời luôn. Để đâu có lại, đâu có lại. Đây. Này sao? Sao đi. Cái gì đây? Đâu mà. Mày thì anh Dũng. Ôi sao con sao lại đánh con rồi bà chủ? Vô lý, có làm gì? Bà chủ kìa. Mày ăn thịt cho loại tao không? Đâu? Đâu mày láo nè, láo. Lâm. Nó xạo, nói xạo nè. Nói xạo nè. Đây. Sao? Này, Ô, mày lấy con làm gì bà chủ, con làm gì? Mày lấy đồng thịt của con chó cái gì? À, của bà chủ cái gì? À, thế à? Ừ. Tao lấy khi nào, mày có thể kể em nào? Đây nè, bằng chứng là những cục xương ở trên đầu. Bằng chứng đâu? Là những cục xương trên đầu mày ăn xong mày nhả đó, thấy không? Bà chủ thấy không? Nó còn không có bằng chứng nữa. Đúng không? Thấy không? Tao nhớ chúng mày. Ê, vậy? Mày điên rồi. Tao nhớ chúng mày ở đây. À, bà chủ. Bà chủ. Bà chủ. Đây là nhà của tao. Bà chủ. Con chuột này cút. Thôi. Cho lại đi. Thôi, cho lại đi. Con có con mà. Chạy ra khỏi nhà này. Chạy. Đập mày nè. Mày to mà tao. À. Đâu. Đập bà chủ luôn đi. Đập luôn. Đâu không được. Thôi chạy. Thôi bỏ từ rồi. Để cái xe mày tao chơi chụp mày nữa. Chạy đi.